ngày 3 tháng 12, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tuần 48 từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 2024, trên địa bàn có 319 ca mắc sởi, tăng 58,1% so với trung bình 4 tuần trước. Ngoài ra, thành phố cũng ghi nhận thêm một trường hợp bé gái 12 tháng tuổi không qua khỏi do biến chứng viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết hậu. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tổng cộng 2.438 ca bệnh sởi và có 4 trường hợp không qua khỏi. Số ca mắc vẫn tiếp tục tăng ở nhóm trẻ từ 6 đến 9 tháng tuổi và 11 đến 14 tuổi. Trong khi đó, số ca bệnh thuộc nhóm từ 1 đến 10 tuổi không tăng. Theo Sở Y tế, trường hợp bé gái không qua khỏi này một lần nữa cảnh báo về mức độ nguy hiểm của bệnh sởi và sự cần thiết của việc tiêm phòng đầy đủ, đặc biệt là ở các nhóm có nguy cơ biến chứng nặng khi mắc sởi. Để ứng phó với dịch sởi, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine sởi đơn cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi. Tính đến ngày 1 tháng 12, chiến dịch đã tiêm được 6.278 mũi, khoảng 17,16% so với tổng số trẻ rà soát được. Hiện đa số các quận huyện báo cáo đã hoàn thành trên 100% chỉ tiêu tiêm chủng. Tuy nhiên, ngành y tế khuyến cáo cần tiếp tục rà soát để đảm bảo không bỏ sót trẻ chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ. Bên cạnh dịch sởi, tình hình mắc bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tại thành phố hiện ở mức ổn định. Trong tuần 48, tổng số ca sốt xuất huyết là 659 ca, giảm 6,4% so với trung bình 4 tuần trước.